bệnh giờ đâu có việc gì đâu làm, con có việc làm mà con chắc con ông cháu cha rồi. Phải không? Các ba con làm bí thư Sài Gòn hả, giờ con mới có nhiều việc vậy. Đâu có sao đâu. Ừ. Đảng càng tốt. Tại vì Hù đầu thai xuống trần clip vừa rồi Hù nói mà, là mục đích cứu 4 triệu đảng viên, lấy ân báo oán, nước Việt một sự thay đổi nhiệm màu, không có đổ máu. Chứ không lẽ thì mình cứ quốc cộng, quốc nội cứ đấu qua đấu lại hoài, rồi Nam Bắc nữa, chia rẽ hoài đấu được, thì đất nước đâu có phát triển. Thôi mình coi như 500 tỷ mà 50 mấy năm mấy ổng hút máu của mẹ Việt Nam á, xù đi. Mình đi kiếm 5.000 tỷ mới. Chứ có 100 triệu người mà chỉ có 500 tỷ. Mà phải đi tính sổ lại, nó quay tham, nó tốn thời gian. Dù tính là gọn lẹ vậy, xù. Này quay lên là thiệt. Xù phải. Ngài cho chạy chiếc Rolls Royce, ở bển có cái phong trào gì đó ta. Ai mà chạy Rolls, ai mua Rolls Royce là người đó bị gờ chán á. Cho nên coi lại một cái danh sách, thấy ai mà đụng chiếc Rolls Royce là người gờ chán. Chẳng lẽ quốc gia mình ở đây nó chạy cả nghìn chiếc đầy đường, có nhầm nhò gì? Chỉ có nước mình sao không được chạy Rolls Royce? Mà ai chạy Rolls Royce là vô tù hết, là nghĩa là sao? Cũng hơi lạ đó. Chỉ có nước Việt nhiều chuyện lạ.